Hello, xin chào mọi người, mình là Thanh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh màu hoàng hôn theo tông màu tím. Thực ra cái màu này mình cũng không biết gọi là gì nên là mình cứ gọi bừa là tông màu hoàng hôn tím vậy đó. Đầu tiên, để chỉnh màu cho cái tấm hình này á, thì các bạn cũng cần phải phân tích qua về tấm hình gốc ha, để mình reset lại. Đây, đây là bức hình gốc. Thì các bạn có thể thấy là tổng thể bức hình này rất là tối. ISO ở đây mình chụp lúc mình chụp là 1250, tốc ở đây mình để là 1/80 giây mà nhìn nó vẫn là tối như này nè. Đó. Và tiếp đến các bạn có thể thấy là trên trang phục và trên da của hai bạn này có một chút ánh đèn màu vàng hắt lên, thì các bạn có thể dùng đèn trợ sáng hắt lên hoặc là tận dụng những cái ánh đèn đường người ta bật sẵn lên hắt lên người để cho đỡ bị tối nha. Lúc này mình chụp là lúc 6 giờ hơn nên là đèn đường nó bật lên rồi. Vì là lúc này là chụp lúc buổi tối nên là các bạn nếu mà không mang những cái thiết bị trợ sáng thì nên tận dụng những cái đèn đường như này nhé để tạo ra bức hình hài hòa. Ngoài ra các bạn đừng quên một điều nữa là để ra một bức hình giống như vậy á, màu giống như này thì trang phục, địa điểm và thời gian cũng phải tương đồng nha các bạn. Ok, mình đã phân tích sơ qua rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm màu cho bức hình này nhé. Let's go. Đây, các bạn có thể thấy là tổng thể bức hình đang rất là tối, vì thế nên mình sẽ kéo sáng lên ha. Mình sẽ kéo sáng lên. Sau đó thì mình sẽ bây giờ mình sẽ cần chỉnh nhiệt độ màu nha. Thì cái bước này cũng khá là quan trọng. Bước này nó sẽ xác định xem tổng thể bức hình mình theo cái tông gì. Thì như mình nói vào đầu video ấy, là mình sẽ theo tông màu tím, hoàng hôn màu tím, thì nó sẽ phải kéo tím lên. Đấy. Kéo một chút thôi nha các bạn. Sau đó mình sẽ kéo về đây một xíu cho nó chuyển thành màu xanh 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 tím tím gì đó. Ok rồi. Tiếp theo là mình sẽ giảm contrast xuống, giảm một xíu highlight xuống, tăng shadow lên để cái vùng tóc này nó thấy nè. Giảm black, kéo qua dưới để cho thấy được chi tiết ở sau. Clarity giảm một xíu nè. Tiếp theo là mình sẽ tăng cái độ bù màu lên nha, tăng vibrant lên. Đấy. Sẽ giảm một chút saturation cho nó cân bằng hài hòa một xíu. Rồi. Đấy. Mình chỉnh sơ sơ vài công cụ thôi mà nó gần ok rồi này các bạn. Rồi tiếp đến mình sẽ chỉnh theo thanh cơ ha. Thanh cơ. Mình sẽ giữ nguyên đây. Ok, tăng vùng shadow tăng lên một xíu, kéo này. Dưới này thì mình sẽ chỉnh thanh thanh công cụ Color Mixer. Color Mixer thì da đây hơi đậm thì mình sẽ giảm một xíu, giảm tăng sáng lên. Đẩy cái này một xíu cho nó vàng vàng, da nó vàng vàng ấm nha các bạn. Rồi mình ở đây vùng biển nó hơi thiếu màu màu xanh, mình sẽ tăng xanh lên. Đấy, để giảm một chút noise. Rồi ok, rồi như vậy là đã xong ha. Tiếp đến thì mình chỉ cần vô trong Photoshop mình sẽ chỉnh lại một xíu thôi. Ok, đây là bức hình. Bây giờ chỉ là phần hậu xử lý hậu kỳ thôi nên là mình cũng cũng khá là đơn giản thôi. Mình cũng không có gì phải cầu kỳ nên là mình sẽ tua nhanh phần này nha các bạn. Ok, như vậy là đã xong. Tấm hình đã hoàn thiện rồi. Nếu các bạn muốn xin stop kèm preset màu thì hãy comment ở bên dưới nha. Mình sẽ up lên lại link driver trong phần mô tả của video. Video của mình tới đây là hết. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi từ đầu clip tới giờ. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và nút hình quả chuông để có video mới là nó hiện thông báo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.